Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung chính sau đây. Bão Karatong giật cấp 17 đi vào biển Đông, trở thành bão số 5. Bà Trương Mỹ Lan bất ngờ đòi khoản nợ khủng. Nhật Bản sơ tán 1400 dân để xử lý bom từ Thế chiến 2. Như thường lệ mở đầu sẽ là những tin vắn trong nước đáng chú ý. Chiều 30 tháng 9, có 12 học sinh của trường trung học cơ sở Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ngoài cổng trường. Có 9 trường hợp nhẹ và 3 ca nặng hơn được điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai. Theo đó, các em học sinh có nhận chai nước ngọt dạng trà, nước bên trong màu vàng nâu được phát miễn phí ở cổng trường theo dạng hàng quảng cáo sản phẩm. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, đồng thời lấy mẫu nước ngọt gửi kiểm nghiệm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm mùng 1 tháng 10, bão Kraton đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 5 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất bùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 10, cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 14, 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Viết Tú, 51 tuổi, quê huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu và Trịnh Bá Hạnh, 37 tuổi, quê quán huyện Xuân Trường, Nam Định, cùng cư trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra về hành vi hoạt động chống phá nhà nước. Trước đó, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ Tú và Hạnh tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trụ sở tại Mỹ. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm cờ ba sọc, máy tính, máy in, vô hiệu hóa ý đồ khủng bố của các đối tượng trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua. Hiện cơ quan an ninh đang điều tra mở rộng vụ án. Ngày mùng 1 tháng 10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm trẻ trượt pa tành giữa đường và một người trong số đó bị xe máy tông. Người phụ nữ điều khiển xe máy cũng ngã lăn giữa đường, chưa kịp đứng dậy thì bị một người đàn ông chạy tới đấm đá túi bụi. Vụ việc khiến dư luận bức xúc. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 9 tại một đường hẻm thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người đàn ông có hành vi đánh người là cha của đứa trẻ bị xe máy tông trúng khi trượt bà Tành giữa đường. Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, người đàn ông xuất hiện trong video thực hiện hành vi đánh người là một cán bộ nhà nước. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tiêu điểm của bản tin. Chiều 30 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Theo người lao động, quá trình trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã liệt kê chi tiết loạt nợ khủng mà bị cáo muốn nhờ hội đồng xét xử thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó có khoản nợ 1.000 tỷ đồng của ông NVL, tổng giám đốc công ty Địa ốc Thủ Thiêm. Bị cáo Lan nói nguồn gốc khoản nợ này liên quan đến hai dự án ở khu đô thị phát triển An Phú, thành phố Thủ Đức, do công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Theo lời bị cáo Lan, đây là tiền riêng của bà, không liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Tuy nhiên, hiện ông L vẫn chưa hoàn trả khoản tiền này. Liên quan món nợ khủng này, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB khai rằng Bị cáo đã tham gia cuộc họp liên quan đến cuộc giao dịch của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thủ Thiêm lúc bấy giờ. Tại cuộc họp, ông Hồ Quốc Minh hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài, đã giới thiệu về dự án khu đô thị phát triển An Phú cho bà Lan. Lúc này bị cáo Hoàng nhận định dự án này có tiềm năng lớn nhưng do chưa hoàn tất pháp lý nên không thể dùng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng. Sau cuộc họp, bị cáo Hoàng thấy bị cáo Lan rút 1.000 tỷ đồng từ SCB để giao cho ông NVL. Bị cáo chỉ biết đó là tiền của chị Lan nhưng nguồn gốc cụ thể thì bị cáo không rõ, bị cáo Hoàng khai nhận. Những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật ngay sau đây sẽ tiếp nối bản tin. Nepal đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 2 thập kỷ, khiến ít nhất 209 người tử vong và 29 người mất tích. Theo Bộ Nội vụ Nepal, toàn bộ các khu dân cư ở thủ đô Kathmandu bị ngập lụt sau trận mưa lớn chưa từng có. Cảnh sát cho biết có 35 người bị trôn vùi do lở đất trên một đường cao tốc phía nam thủ đô. Hơn 4.000 người đã được cứu nhưng vẫn có nhiều người đang mắc kẹt trên các đường cao tốc bị chặn bởi đất đá. Theo Cục Khí tượng Nepal, lượng mưa đo được tại sân bay Kathmandu đạt kỷ lục 240mm trong 24 giờ, cao nhất kể từ năm 2002. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu và đô thị hóa thiếu quy hoạch đã làm trầm trọng thêm tác động của thảm họa này. Thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, phía tây nam Nhật Bản, đã yêu cầu khoảng 1.400 cư dân sơ tán để xử lý quả bom chưa nổ từ Thế chiến 2. Quả bom được phát hiện nằm trong đường ống nước thải của một khu dân cư tại thành phố này. Nơi đây từng là chiến trường giao tranh khốc liệt trong trận Okinawa 79 năm trước. Theo điều tra của lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản, Vật thể được tìm thấy có thể là một quả bom nặng 250 kg do quân đội Mỹ thả xuống Okinawa với chiều dài khoảng 1,2 m, đường kính 36 cm. Lực lượng này đã tiến hành tháo ngoài nổ tại chỗ do có nguy cơ quả bom sẽ phát nổ. Công tác xử lý được hoàn thành vào trưa 29 tháng 9. Có ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một siêu thị ở Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, vụ tấn công xảy ra lúc 21 giờ 47 ngày 30 tháng 9. Các nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ba người đã tử vong, 15 người khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm là một người đàn ông 37 tuổi họ Lin đã bị bắt giữ. Theo thông tin có được, Lin đang vướng vào các tranh chấp tài chính cá nhân và đến Thượng Hải để giải tỏa cơn giận. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Man United nhận thất bại tủi hổ 0-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford với hàng loạt sai lầm của hàng phòng ngự, cho dù các tuyến còn lại cũng phải cộng đồng trách nhiệm. Thất bại đau đớn của Man United khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt ngay dấu hỏi về tương lai của Erik Ten Hag. Tràn ngập thông tin trên báo chí Anh suốt hai ngày qua về khả năng nhà cầm quân người Hà Lan chắc chắn sẽ bị mất ghế. Vấn đề này sớm hay muộn mà thôi. Kết quả hai trận đấu với Porto tại Europa League và với Aston Villa tại giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ định đoạt số phận của cựu thuyền trưởng Ajax người đang chìm cùng với con tàu Man United. Vâng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.